Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Thì máy từ Hòa Hảo Tân Hưng Long An, cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều. Quá anh chị em hôm qua có anh chị em luôn theo dõi kênh trên máy của em nha. Thì máy hôm nay có về được một động cơ ba máy của anh chị em. Em này là Giang Ma của anh em nha, này Giang Ma 3T70 14.7 kW này, công tua 3450, máy này tua nhanh quá nha. Máy này hơn 20 ngựa mấy anh em ha, hơn 20 ngựa. Tua quá nhanh luôn. Phù hợp cho quán chị em nào chạy ghe chạy tàu á. Con này mang cục đề lớn, cục sạc lớn luôn mấy anh em. Sạc lớn. Đề chuyền luôn ha. Rất là êm nha. Máy bô bọng như đèn kính ha. Hôm nay em cũng hết hàng quá anh em ơi. Hôm nay mới về được hai con. Quay trước con nha, còn con kia nó hơi xấu một chút xíu thì giá sẽ rẻ hơn chút xíu nha. Con này cũng tắt điện quá nha. Đây tắt điện nè các bác anh chị em, mà có tắt điện được bác anh chị em rất là dễ xài ha, đâu phải đề được cũng dễ, đâu phải đề có tắt điện luôn, dễ tắt rất là êm gọn gàng. Con này xấu xíu là mấy coi dầu nó hay bị danh dảnh đó anh em. Anh em trên bãi người ta cẩu ẩu không được kỹ lưỡng. Đề máy không? Quá đẹp. Xấu con chỗ là mấy coi dầu nó danh dảnh. Cái đó mình sửa lại bằng xuống cũng được, không quá gì, nhưng mà không quan trọng ha, nó kệ nó. Quán chị em nào mua về kiểu tự sửa nha, mình mua sao bán vậy. Đây đi. Rất là đã quá nha. Tôi nhanh rất là êm quá nha. Nhanh lên da nghe đảo tay lắm. Con này của anh chị em có mấy cái vỏ cao xít nhỏ nhỏ đó để nó chạy bay luôn ha. Tua nghe tua 3450 khá là nhanh luôn, maximum nó phải lên 3.5-3.6. Tầm hơn cũng cả là từ 20 người trở lên quá chị em. Quá chị em xem video mà thấy kiểu máy bên em bán chất lượng á, quá chị em đăng ký kênh giúp em nha, không có tốn tiền quá chị em ha. Cái kênh thì của bác chị em không có tốn tiền bạc gì hết, nhưng mà khi mà bên em đăng một cái máy nào đó sẽ thông báo cho quán chị em xem, thông báo cho bên của bác chị em, quán chị em thông báo quán chị em xem về quán chị em cảm thấy cái máy nào quán chị em yêu thích đó thì quán chị em mua sử dụng nha. Con này đã lắm, chỉ con gái con này cái là nó ấy mấy coi dầu thôi ha, công mấy coi dầu thôi ha, còn tất cả là dữ lắm đã. Em bao nguyên bản quá chị em ha, không có chế biến, không có sơn dặm, không có gì hết nha, bao nguyên zin nha, bị xấu cho coi dầu thôi. Bán cho em ơi, giá em này trên 10 triệu chút quá chị em ha, trên 10 triệu chút nha. Rồi em xin chào, cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha, hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo nha.